Mến chào tất cả các em đến với tiết học ngày hôm nay. Trước khi mà học bài mới thì cô sẽ cho các em xem cái hình này nè. Đây là cánh đồng lúa nè, cò bay. Đây là sông nước mênh mông. Đây là những cái vợ nổi trên sông. Vậy thì những hình ảnh này chúng ta biết là chúng ta chuẩn bị học, chuẩn bị tìm hiểu cái vùng nào không nè? Đó chính là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta học trong vòng 2 tiết nha. Tiết hôm nay chúng ta sẽ học 3 nội dung sau. Thứ nhất là vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ. Thứ hai là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Thứ ba là đặc điểm dân cư, xã hội. Còn phần kinh tế và phần các vùng kinh tế chúng ta sẽ học vào tiết 2 của bài này, có nghĩa là tuần sau á các em. Chúng ta ghi số 1 La Mã vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ. Chúng ta quan sát lược đồ các vùng kinh tế của Việt Nam từ Bắc vào Nam. Thế bạn nào còn nhớ chúng ta đã học được những vùng kinh tế nào không nè? Thứ nhất là vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thứ hai là vùng Đồng Bằng Sông Hồng. Thứ ba là vùng Bắc Trung Bộ. Thứ tư là vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Thứ năm là vùng Tây Nguyên. Thứ sáu là vùng Đông Nam Bộ. Và nếu mà nói là được ví là việc tìm hiểu các vùng kinh tế từ Bắc vào Nam như là một cái hành trình du lịch thì cô trò chúng ta sắp kết thúc cái hành trình hôm nay, bởi vì tuần này chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái vùng phía Nam của đất nước, đó chính là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta ghi số 1 La Mã vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ. Chúng ta quan sát cái hình số 35.1 lược đồ tự nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong sách giáo khoa chúng ta có lược đồ này, trang 126. Chúng ta có thể lật sách giáo khoa xem. Tập bản đồ trang 28, 29 luôn nha. Như vậy, chúng ta hãy quan sát vị trí của vùng đồng bằng sông Cửu Long và nêu một số khái quát chung. Vậy chúng ta hãy quan sát xem ở vùng này có bao nhiêu tỉnh thành phố. Những cái tỉnh thành phố này nó được đánh dấu bằng những cái đường nét đứt đoạn màu đen nè các em. Chúng ta đếm thử xem nào. Chúng ta có 13 tỉnh thành phố: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Với diện tích là 40,6 nghìn km vuông và dân số là 17,5 triệu người. Số liệu này cô lấy năm 2014, còn trong sách giáo khoa chúng ta là năm 2002. Chúng ta sẽ cập nhật con số mới nhất nha các em. Tiếp theo, chúng ta cũng quan sát trên lược đồ hình số 35.1. Trả lời xem, chúng ta hãy xác định ranh giới và nêu ý nghĩa vị trí địa lý của vùng này. Như vậy chúng ta thấy là gì? Xác định vị trí địa lý. Thứ nhất là phía Đông Bắc. Nó sẽ giáp với vùng Đông Nam Bộ. Phía Bắc giáp với Campuchia. Và phía Tây Nam sẽ giáp với Vịnh Thái Lan. Và cuối cùng là phía Đông Nam sẽ giáp với Biển Đông. Với vị trí này, chúng ta hãy nêu ý nghĩa của vị trí này. Nêu ý nghĩa của vùng đồng bằng sông Cửu Long về vị trí địa lý nào. Như vậy chúng ta sẽ nhìn nha, phía Đông Bắc sẽ giáp với vùng Đông Nam Bộ. Đây là một vùng kinh tế phát triển bậc nhất và phồn thịnh nhất đối với cả nước. Và chúng ta thấy là gì? Đồng bằng sông Cửu Long có thể được hỗ trợ về vốn nè, lao động và thị trường. Tiếp tục là
giáp với Campuchia và vịnh Thái Lan, thì chúng ta sẽ thấy là gì? Đẩy mạnh mối quan hệ giao lưu trên đất liền và trên biển với các nước bạn cũng như là các nước trong tiểu vùng sông Mekong. Đặc biệt là ở phía đông nam giáp với biển Đông gần đường hàng hải quốc tế, cho nên chúng ta thấy là gì? Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Và giáp với Campuchia, vịnh Thái Lan nó còn có một cái ý nghĩa lớn nữa, đó là về an ninh và quốc phòng. Đó là ý nghĩa về vị trí địa lý của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta ghi bài cho cô. Giới hạn nằm phía tây nam của vùng Đông Nam Bộ, vùng có ba mặt giáp biển, phía bắc giáp Đông Nam Bộ và Campuchia. Ý nghĩa thuận lợi cho giao lưu trên đất liền và trên biển với các vùng xung quanh và quốc tế. Chúng ta vừa tìm hiểu xong vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta sang tìm hiểu về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây có một số đặc điểm chúng ta cần tìm hiểu. Chúng ta cũng quan sát vào hình số 35.1 được đồ tự nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết hợp với bảng số liệu diện tích của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước số liệu năm 2014. Em có nhận xét gì về đặc điểm địa hình của vùng đồng bằng sông Cửu Long? Như vậy về diện tích chúng ta thấy là gì? Đồng bằng sông Hồng là 14,9 nghìn km vuông, chiếm có 4,5% so với cả nước thôi. Riêng đồng bằng sông Cửu Long 40,6 nghìn km vuông, chiếm 12,3% so với cả nước. Như vậy chúng ta thấy là gì? Đây là một cái vùng đồng bằng châu thổ hết sức là rộng lớn. Cũng trên lược đồ này, chúng ta nhìn phần chú giải các loại đất và kể tên cho cô các loại đất của vùng đồng bằng sông Cửu Long và nêu sự phân bố của các loại đất này. Ở đây nhìn vào chúng ta dễ dàng nhận biết được các loại đất. Thứ nhất là đất phù sa, phân bố ở ven hai bên sông Tiền và sông Hậu nè các em, chiếm khoảng 1,2 triệu hecta. Và cái hai cái loại đất phèn và đất mặn, đất phèn màu tím nè và đất mặn màu xanh, chiếm một diện tích rất là lớn, khoảng 2,5 triệu hecta phân bố dọc ở ven biển. Như vậy chúng ta sẽ thấy là gì? Đất phèn và đất mặn này chiếm diện tích khá lớn, cho nên việc cải tạo đất phèn đất mặn này có một cái ý nghĩa rất lớn đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì nếu cải tạo được đất này thì cái diện tích đất nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ rộng hơn, lớn hơn nha. Chúng ta ghi ý thứ nhất, địa hình là đồng bằng lớn nhất cả nước, diện tích gần 4 triệu hecta, trong đó có 1,2 triệu hecta là đất phù sa ngọt, 2,5 triệu hecta là đất phèn mặn. Tiếp theo, chúng ta hãy quan sát hai cái lược đồ này để tìm hiểu về đặc điểm khí hậu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta nhìn cái lược đồ thứ nhất, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta nhìn chú giải nè. Nhiệt độ trung bình năm từ 18 đến 24. Như vậy chúng ta thấy cái gam màu đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long đó là màu đậm nhất, 24 độ C. Như vậy chúng ta thấy là gì? Nóng quanh năm. Đúng không nào? Và lượng mưa chúng ta thấy là gì? Từ 800 cho đến 2.800 mm. Nhưng nhìn trong cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này chúng ta sẽ thấy nhiều nhất, chiếm diện tích nhiều nhất, đó là từ 2.000 đến 2.800 mm, chứng tỏ là ở đây mưa mưa nhiều, nóng ẩm và mưa nhiều. Đó là đặc điểm khí hậu cận xích đạo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta ghi tiếp ý thứ hai, khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm. Tiếp theo, chúng ta cũng quan sát trên cái lược đồ hình 35.1 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về mạng lưới sông ngòi của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy chúng ta sẽ thấy là gì? Sông ở đây có hai nhánh sông, sông Mekong chảy qua Việt Nam chúng ta chia làm hai nhánh, đó là sông Tiền và sông Hậu, đổ ra biển bằng chính cửa nên người ta mới gọi là sông Cửu Long đó các em. Ngoài ra còn có cái hệ thống kênh rạch khác nữa. Như vậy chúng ta thấy là gì? Ở đây chúng ta thấy là mạng lưới sông ngòi của đồng bằng sông Cửu Long rất là dày đặc
mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Tiếp theo, cũng quan sát ở trên cái hình này luôn, chúng ta khai thác triệt để cái lược đồ hình tự nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta sẽ tìm hiểu ngoài việc mà có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nè, và cái hệ thống, cái hệ sinh thái mà chủ yếu của vùng đồng bằng sông Cửu Long đó chính là rừng ngập mặn. Đây là hai cái hình tiêu biểu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, bởi vì ở đây chúng ta thấy là gì, đất phèn đất mặn rất là lớn. Rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, theo số liệu của ngành lâm nghiệp, vùng đồng bằng sông Cửu Long có tới 98 loài cây rừng ngập mặn. Ngoài ra, ở hệ sinh thái đất ngập nước có đến 36 loài thú, 182 loài chim, 34 loài bò sát và 6 loài lưỡng cư. Vùng biển và ven biển có đến 260 loài cá và thủy sản. Như vậy, chúng ta sẽ thấy là ở đây đặc biệt chú ý, ngoài việc mà có hệ sinh thái là rừng ngập mặn thì ở đây còn có vườn quốc gia. Chúng ta nhìn phần chú giải vườn quốc gia, ví dụ như là gì, vườn quốc gia Đất Mũi nè, U Minh Thượng nè, vườn quốc gia Tràm Chim ở Đồng Tháp nè, vườn quốc gia Phú Quốc. Nhưng đặc biệt chú ý đó là vườn quốc gia Mũi Cà Mau, diện tích 41.862 hecta, năm 2009 UNESCO công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới. Năm 2013, công ước Ramsar trao chứng nhận hình thành khu Ramsar thứ 2088 của thế giới. Như vậy chúng ta thấy công ước Ramsar là gì nào? Công ước Ramsar là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim nước, được ký năm 1971 tại thành phố Ramsar, với mục đích ngăn chặn quá trình xâm lấn ngày càng gia tăng vào các vùng ngập nước. Tiếp theo, chúng ta thấy đây là hình ảnh mà đây là một cái hình ảnh để minh chứng cho cái đoạn trích bắt sấu rừng U Minh Hạ được rút từ tập truyện ngắn đặc sắc của Hương Rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam. Có thể coi đây là một trong những đoạn trích cho ta hình dung rõ nét và chân thực nhất về đất và người miền cực Nam của Tổ quốc. Như vậy chúng ta thấy là gì? Cà Mau không chỉ là một nơi phát triển kinh tế có hệ sinh thái rất độc đáo, mà còn khơi nguồn cảm hứng cho những cái nhà văn, nhà thơ, nhất là nhà văn Sơn Nam. Ngoài việc đọc tác phẩm, chúng ta thấy là cái loài động vật đặc trưng đó chính là cá sấu, thì còn có một số loài động vật quý hiếm nữa như là khỉ bạc má nè, tê tê java nè, chàng bè, cầy vòi đốm, những loài chim quý và rái cá hoang dã. Tất cả nó đã tạo nên một cái hệ sinh thái trù phú cho vùng đồng bằng sông Cửu Long về phát triển kinh tế cũng như là về nghiên cứu khoa học. Chúng ta ghi cho cô diện tích rừng ngập mặn khá lớn. Diện tích rừng ngập mặn khá lớn. Tiếp theo, chúng ta hãy quan sát về cái lược đồ thủy sản. Từ Bắc vào trong Nam, chúng ta thấy có bốn ngư trường lớn, đó chính là ngư trường Hải Phòng, Quảng Ninh, ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và ngư trường Ninh Thuận, Bình Thuận. Đồng bằng sông Cửu Long may mắn sở hữu một cái ngư trường lớn, đó là Cà Mau và Kiên Giang. Như vậy chúng ta thấy ở đây có cái đặc điểm là vùng biển rộng và có nhiều ngư trường lớn. Tiếp tục, chúng ta hãy quan sát tiếp. Ngoài ra thì chúng ta thấy ở đồng bằng sông Cửu Long còn có, ngoài hệ sinh thái động thực vật ra, còn có tài nguyên khoáng sản nữa, đó chính là than bùn này các em, ở Cà Mau, ở U Minh Thượng, và đá vôi ở Hà Tiên. Đây cũng là thuận lợi cho sự phát triển về kinh tế, tiết sau chúng ta sẽ được học nha.
Ở đây chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các đảo của đồng bằng sông Cửu Long, ví dụ như là đảo đảo Hòn Khoai nè, quần đảo Nam Du nè, đảo Thổ Chu nè, và lớn nhất đó chính là đảo Phú Quốc, đảo Hà Tiên lớn nhất chính là đảo Phú Quốc. Vậy thì chúng ta thấy đảo Phú Quốc nó được xem là hòn ngọc của đồng bằng sông Cửu Long cũng như là cả nước. Bởi vì sao nào? Ngoài việc mà nước biển của Phú Quốc rất là trong xanh, nó còn có nhiều bãi cát dài và nhiều phong cảnh đẹp rất là tuyệt vời ha. Nếu có dịp thì chúng ta sẽ đi trải nghiệm đảo Phú Quốc thì chúng ta sẽ thấy được những cái hình ảnh này, những cái cảnh đẹp tuyệt vời này. Tiếp theo chúng ta ghi: biển rộng có nguồn thủy hải sản phong phú. Qua đó thì chúng ta có thể nêu một số thuận lợi về tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long. Thế về điều kiện đó thì chúng ta thấy là gì, nó có thuận lợi gì nào? Chúng ta hãy quan sát thế mạnh về kinh tế nổi bật, sản xuất lương thực, thực phẩm và trồng cây ăn quả. Chúng ta thấy là gì? Cực kỳ là phát triển ha. Rất nhiều loại cây ăn quả, đây là lúa ha. Thứ hai là nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản cũng cực kỳ là phát triển luôn. Và đặc biệt là du lịch về sinh thái, từ du lịch phương Nam đến du lịch miệt vườn, và đặc biệt là chợ nổi trên sông. Đây cũng là vấn đề về thương mại của đồng bằng sông Cửu Long. Chứng tỏ là con người ở đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta thấy thích ứng với một cái nền nông nghiệp hàng hóa. Chợ nổi này chúng ta thấy nổi tiếng nhất là ở đâu nào? Đó chính là ở Cần Thơ nha, chợ nổi Cần Thơ. Đây là người ta làm gì các em? Nuôi cá bè trên sông á, nuôi cá đó. Đây là gì nè, con gì đây? Đây là vịt đàn, hay ở đồng bằng sông Cửu Long người ta gọi là vịt hãm đó. Khi mà nước về thì người ta sẽ chăn nuôi vịt từng đàn như thế này nè các em, để nó ra nó ăn lúa, những cái rơm rạ ở ngoài đồng á, những cái cọng lúa còn sót lại ở ngoài đồng. Rồi đây là du lịch sinh thái nè, đồng sen ha. Và đây là cái hình ảnh những cái dụng cụ để người ta bắt cá khi mùa nước lên ở đồng bằng sông Cửu Long. Đó là một số thuận lợi của đồng bằng sông Cửu Long. Thuận lợi giàu tài nguyên để phát triển nông nghiệp và thủy sản. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi này thì vùng đồng bằng sông Cửu Long còn gặp một số khó khăn quan trọng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về khó khăn ở đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta xem cái hình này khái quát. Thứ nhất, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta là có hai mùa thôi, mùa nắng và mùa mưa. Như vậy chúng ta thấy là gì? Về mùa mưa thì bão lũ thường xuyên xảy ra. Bão lũ thường xuyên xảy ra nó sẽ có thiệt hại về người và của. Đặc biệt là nó còn gây ô nhiễm môi trường, suy thoái rừng và nước biển dâng. Đặc biệt hiện tượng mà hiện nay vùng đồng bằng sông Cửu Long thời gian này đang phải gánh chịu, đó chính là tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn. Có nghĩa là nước biển đã tràn vào. Chúng ta xem cái hình nha các em. Đây là lũ lụt nè. Ha, ngập nhà hết trơn, nó tới cái nóc nhà luôn nè. Rất là cực, rất là khổ. Đây là lúa nè các em. Lúa trồng lúa vàng như thế này là đã chín rồi đó. Và nước nó dâng lên như thế này, chúng ta thấy là gì? Nếu mà không cắt á, thì vài hôm thôi là lúa này nó sẽ bị hư hết. Nếu cắt thì chúng ta thấy là gì? Rất là cực khổ. Cho nên chúng ta thấy bưng bát cơm ăn thì chúng ta phải nhớ công những cái người vun trồng này, những cái người nông dân này ha. Đây là hình ảnh nước lũ lên nè, những cái trẻ em họ nó đi đến trường nè, phơi tập phơi sách của nó trên xuồng như thế này, các em thấy rất là cực khổ. So với chúng ta là chúng ta sung sướng hơn rất ngàn lần rồi ha. Và đây các em thấy đất nứt nẻ, đây là tình trạng hạn hán nè các em.
Hạn hán mà đến nỗi đất nước nẻ như thế này luôn, chúng ta thấy là gì, không có một cái cây nào mà sống được hết, thì làm sao mà chúng ta có thể trồng trọt được à, rất là khó khăn. Và một cái tình trạng mà đặc biệt nghiêm trọng nữa thời gian gần đây chúng ta thấy, đó chính là tình trạng xâm nhập mặn. Cái hình này là chúng ta thấy năm 2016 có hướng dẫn, có chú thích ở đây. Như vậy chúng ta thấy là thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra là rất là lớn. Con người thì sẽ không có được nước sạch để sinh hoạt, và hàng ngàn hecta vụ lúa hè thu sẽ không được xuống giống đúng thời vụ. Như vậy chúng ta thấy hạn mặn xâm nhập năm 2015, năm 2016, người ta nói là hạn mặn lịch sử trăm năm mới lặp lại. Như vậy chúng ta sẽ thấy năm 2016 cô có dịp đến Bến Tre để tặng nước cho bà con nhân cái dịp mà ngay cái lúc mà hỗ trợ nước để bà con sử dụng lúc hạn mặn xảy ra. Chúng ta thấy là vì những cái bình nước như thế này nè các em, ở trên đây chúng ta uống là chúng ta thấy bình thường, thậm chí là trong trường chúng ta nhiều bạn còn lấy nước trong bình nước như thế này là để rửa mặt nữa, để chọi nhau nữa, uống nước hớp hai ba hớp thôi còn dư là bỏ. Nhưng chúng ta thấy là gì, khi chúng ta đi như thế này chúng ta mới thấy nước quý vô cùng. Người ta cầm cái bình nước này trên tay là người ta khóc, bởi vì sao? Lâu lắm rồi tôi không có uống được nước ngọt như thế này cô ơi, rất là đau lòng ha. Như vậy chúng ta thấy năm 2020 này lại tiếp tục hạn mặn nữa. Người ta nói hạn mặn này là đến nhanh, đến sâu và mặn hơn. Và bây giờ chúng ta thấy là gì, không chỉ nhà nước cùng lo cho dân, mà những cái người dân, những giới văn nghệ sĩ, những cái mạnh thường quân thì cũng hỗ trợ để chúng ta có thể giúp đỡ người dân ở các tỉnh, ví dụ như Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang gì đó, để thoát qua cái hạn mặn này bằng cách là gì? Lập cái máy lọc nước nè để cho người dân sử dụng, hoặc là những cái máy lọc nước nhỏ như thế này ở lập ở trường học để cho những cái em học sinh mà nó đến trường nó được có nước, để có nước ngọt để uống nó. Hoặc là những cái giới văn nghệ sĩ họ quyên góp được tiền rất là nhiều, rồi họ lập những cái máy lọc nước nè, họ xây những cái bồn nè để chứa nước giúp đỡ người dân. Nhưng tất cả đó chỉ là những cái biện pháp tạm thời thôi. Nhà nước của chúng ta vẫn có những cái hội nghị, những có những cái cuộc họp để đưa ra một cái giải pháp nhằm hạn chế xâm nhập mặn để giúp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long tránh đi những cái khó khăn nhất định do đất, do phèn, do mặn xâm nhập. Như vậy chúng ta sẽ thấy thiếu nước ngọt á, thì chúng ta không có thể tháo chua rửa mặn được, mà như vậy thì không có thể cải tạo đất phèn đất mặn được, thì diện tích đất phù sa của chúng ta nếu cải tạo được thì có thể trồng trọt được, diện tích đất phù sa sẽ được rộng hơn nha. Tiếp theo chúng ta ghi khó khăn vấn đề cải tạo đất phèn mặn, lũ lụt vào mùa mưa, thiếu nước ngọt, bị xâm nhập mặn và nguy cơ thiếu nước ngọt vào mùa khô. Tiếp theo, chúng ta thấy trước tình trạng khó khăn của đồng bằng sông Cửu Long như vậy thì chúng ta có biện pháp nào để phòng tránh không nè? Hướng nào để khắc phục không? Chúng ta nhìn thấy nè, đây là gì các em? Đó là họ làm nhà đó để tránh lũ đó, y như sơn tinh thủy tinh không nè. Nước dâng đến đâu thì nhà cao đến đó đúng không nào? Nhưng mà cũng rất là khó khăn. Mà bây giờ cái phương án mà tốt nhất thì chúng ta sẽ sống chung với lũ. Đây là cái cụm từ mà chúng ta thường hay nói đó. Bây giờ là chúng ta biết tại sao phải sống chung với lũ rồi ha. Bởi vì chúng ta chủ động phòng tránh lũ, và chúng ta có thể tận dụng được cái nguồn thủy hải sản của khi mà lũ nước nó lên, lũ về ha. Đó là cái phương pháp khắc phục tốt nhất, đó chính là sống chung với lũ. Chúng ta vừa tìm hiểu xong vị trí địa lý, giới hạn lãnh thổ, phần 2 là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. Như vậy chúng ta thấy là gì? Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long hết sức là phong phú và đa dạng.
bên cạnh đó cũng có những cái khó khăn riêng. Vậy thì ở đây dân cư và hội như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu phần ba la mã: dân cư, xã hội. Chúng ta hãy quan sát hình nè. Chúng ta thấy dân cư ở đây gồm có những người dân nào nè các em? Đây là người Kinh nè. Đây là người người Hoa. Và đây là người Khmer. Và đây là người người Chăm. Như vậy chúng ta thấy là về dân cư á, thì ngoài người Kinh ra thì còn có người Hoa, người Khmer và người Chăm. Và chúng ta thấy nhắc đến người Khmer thì chúng ta không quên nhắc đến một cái ngày Tết cổ truyền của người Khmer và mà sắp đến rồi đó các em, giữa tháng 4. Như vậy chúng ta thấy là về năm nay 2020, chắc chắn là ngày Tết Chon Thơ Năm Thơ Mây của người Khmer sẽ được diễn ra trong không khí ấm cúng của từng gia đình. Bởi vì sao nào? Vì do là dịch bệnh hiện nay á, cho nên là chắc chắn là những người dân này họ sẽ ở trong nhà và tổ chức ngày kỷ Tết dân tộc trong không khí ấm cúng của mình ha, của từng gia đình. Chúng ta ghi đặc điểm đông dân, ngoài người Kinh còn có người Khmer, người Chăm và người Hoa. Tiếp tục, chúng ta hãy quan sát cái bảng một số chỉ tiêu phát triển dân cư và xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2014. Chúng ta có một số tiêu chí như sau: số dân, mật độ dân số, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ dân thành thị, tuổi thọ trung bình, tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên biết chữ. Như vậy chúng ta thấy là ở đây có hai cái để chúng ta so sánh đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Số dân, mật độ dân số của vùng đồng bằng sông Cửu Long thì nó sẽ cao hơn cả nước, chứng tỏ là đồng bằng sông Cửu Long có dân số rất là đông. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cũng khá là cao, chứng tỏ là ý thức của con người còn thấp á. Dân số gia tăng tự nhiên là gì, chúng ta nhớ nhớ không nào? Này, cô đã nhắc rất là nhiều lần rồi, đó là do số trẻ em sinh ra và mất đi trong một năm đó. Tỷ lệ hộ nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long các em thấy là gì? Rất là cao, 7,9% so với cả nước à, rất là còn nhiều cái người người nghèo á, và mức thu nhập bình quân đầu người rất là thấp. Tỷ lệ dân thành thị cũng khá là cao, tuổi thọ trung bình cao hơn cả nước. Lý do vì sao vậy các em? Lý do vì sao ạ? Đó chính là do hiện nay thì kinh tế xã hội phát triển rồi, y tế cũng phát triển nên được chăm sóc sức khỏe tốt. Và tỷ lệ người 15 tuổi trở lên biết chữ thì cũng cao. Tuy nhiên chúng ta thấy là gì? Ở đây người ta nói là việc phát triển kinh tế thì phải đi đôi với việc nâng cao mặt bằng dân trí với phát triển đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì sao? Ở đây ý mặt bằng dân trí còn còn thấp, cho nên là chúng ta thấy là gì, tỷ lệ hộ nghèo nè hoặc là dân số tự nhiên gia tăng rất là cao ha. Chúng ta ghi bài: thuận lợi nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất hàng hóa, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Khó khăn, mặt bằng dân trí chưa cao. Và chúng ta thấy là cái đô thị hóa ở đồng bằng sông Cửu Long này cũng còn thấp nữa. Chúng ta vừa tìm hiểu xong ba nội dung chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long rồi. Cô sẽ có một cái trò chơi ô chữ. Chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi này để tìm ra một cái ô chữ chính nói về điểm cực nam của Tổ quốc, của cái tỉnh cực nam của Tổ quốc. Câu số 1. Loại gia cầm được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long.
Hồi nãy chúng ta có coi hình, đó chính là vịt đàn. Là vịt đàn ha. Câu số 2. Chủ động với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long bằng cách nào? Lúc nãy cô cũng có nhắc rồi, đó chính là chung sống với lũ hay là sống chung với lũ đó. Câu số 3. Sông chảy vào Việt Nam và đổ ra biển Đông bằng chín cửa. Đó là sông Mekong. Cái này dễ ha. Câu số 4. Loại đất có giá trị sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Đó chính là đất phù sa. Câu cuối cùng. Vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với nước nào? Đó chính là Campuchia. À, rồi, bây giờ chúng ta nhìn kết quả ở trên cái bảng ô chữ. Chúng ta tìm tỉnh có điểm cực nam phần đất liền lãnh thổ nước ta. Chúng ta ghép các chữ màu đỏ lại sẽ được một cái tỉnh, đó chính là Cà Mau. Ha. Được không nào? Đó là những cái đặc điểm cơ bản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. À, cô kết thúc bài giảng hôm nay bằng cái sơ đồ sao. À, chúng ta xem ha, vùng đồng bằng sông Cửu Long về vị trí là vùng tận cùng phía tây nam của nước ta, về giới hạn phía bắc giáp Campuchia, phía đông bắc giáp vùng Đông Nam Bộ, phía tây nam giáp vịnh Thái Lan, phía đông nam giáp với Biển Đông. Về điều kiện tự nhiên thì địa hình thấp tương đối bằng phẳng. Đất có 3 loại chính là đất phù sa ngọt, đất phèn và đất mặn. Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm, lượng mưa dồi dào. Mạng lưới sông ngòi kênh rạch dày đặc. Vùng biển rộng lớn để phát triển thủy sản, du lịch và có trữ lượng dầu mỏ lớn. Về khó khăn. Đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn. Mùa khô kéo dài, nước biển xâm nhập sâu gây thiếu nước ngọt, mùa lũ gây ngập úng trên diện rộng. Đặc điểm dân cư xã hội thì chúng ta thấy là nó có nhiều dân tộc sinh sống, là vùng đông dân, mặt bằng dân trí chưa cao, có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp và quá trình đô thị hóa diễn ra còn chậm. À, đây là tóm tắt một số nội dung chính trong cái bài 35 ngày hôm nay. Tiết sau thì chúng ta là sau bài học này thì chúng ta sẽ làm bài tập củng cố, chuẩn bị bài 36 vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phần tiếp theo đó là phần kinh tế. Chúng ta trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 133 cho cô để chuẩn bị tiết sau chúng ta tìm hiểu tiếp phần kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bài học đến đây là hết. Cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.